Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ cập nhật đến các anh chị cái mã bí mật của cái dạng MemeFi ngày 14 tháng 8 nhé. Ở đây thì em vẫn sử dụng cái hình ảnh tương ứng với vị trí của các con vật như thế này. Các anh chị nhìn xem cái con vật của các anh chị là cái con vật nào và các anh chị click cho nó chính xác tương ứng với các cái vị trí nhé. Ở đây cái con vật của em là cái hình này các anh chị. Và cái mã bí mật của cái dạng MemeFi ngày 14 tháng 8 đó là 3312, tức là các anh chị click 2 lần ở vị trí số 3, tiếp đến các anh chị click ở vị trí số 1, tiếp đến các anh chị click ở vị trí số 2 nhá. 33 này, 12 này. Rồi bây giờ thì em sẽ vào cái ứng dụng để test xem nó có ok hay là chưa nhá. Mã của ngày hôm nay đó là 3312. Tức là các anh chị click 2 lần ở vị trí số 3 này. Tiếp đến các anh chị click 1 lần ở vị trí số 1 này, tiếp đến các anh chị về lại vị trí số 2 nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ test này. 3312. Rồi các anh chị đợi xem nó có ok hay là không nhá. Đấy, như thế là mã ok. Các anh chị chọn continue nhá. Các anh chị bật bút lên cho nó chạy này. Đây, các anh chị có lên bốc về, bật bốc lên cho nó chạy. Rồi. Ở đây các anh chị quay cái vòng quay để các anh chị kiếm thêm điểm nhá. Ở trên này nó có hai cái nhiệm vụ các anh chị này. Ở đây hai cái nhiệm vụ là xem YouTube thôi nhá. Đây, các anh chị click vào này, YouTube channel, các anh chị gạt tắt đây này. Các anh chị về lại này. Rồi các anh chị check cho tắt này. Đây, check complete này. Rồi các anh chị tắt đi. Rồi còn cái nhiệm vụ thứ hai thì các anh chị cũng làm tương tự thôi nhá. Rồi như thế Lâm đã chia sẻ các anh chị cái mã bí mật của cái dạng MemeFi ngày 14 tháng 8 đó là 3312. Rồi, em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.